Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đấu Võ. Lại là em Việt Di Lạc đây. Hôm nay em Việt Di Lạc xin phép giới thiệu một siêu phẩm Minh Cung Boy hàng đúng tay. Có sản phẩm này có điều gì đặc biệt, các bạn cùng chúng ta xem bản đầu tiên các bạn nhá. Chiếc bản thì bên cơ sở em đang có tổng số kích thước là dài là 2m3, cao từ trên đến đỉnh là 1m34 và chiều sâu của bì là 81 các bạn nhá. Và cái phần chuông các bác cùng theo cho em này. Những cái phần chuông này bên cơ sở em đã được hoàn toàn là được đục bằng te và được đục là voi lá sen các bác nhá. Lá sen to như cái bàn tay luôn các bạn. Nhìn trông rất chi là hài hòa và hợp lý. Các bác có thể nhìn những cái độ kênh bong của bộ sản phẩm này. Đó, rất chi là kênh bong và vách bên cơ sở em có được đục là voi kim tiền, tượng trưng cho cái gia chủ thì ngày càng hưng thịnh cũng ngày càng phát triển các bác nhá. Đó. Và hoàn toàn cái vách này thì bên cơ sở em được đục bằng te, được đục bằng tay các bác nhá. Và tiếp theo đó là những chiếc vách. Vách thì bên cơ sở em đang được đục là bát tiên và lục tiểu linh đồng các bác nhá. Những cái chi tiết rất chi là sắc sảo từ những các vị tiên này, các bác có thể nhìn giúp em là những cái vị tiên này rất chi là đẹp và hài hòa. Đó, và tiếp theo đó là những phần vách. Vách ngoài thì bên cơ sở em đang được đục là tứ linh, long ly quy phụng. Để nhìn giúp em là những chú long này. Chú long bên cơ sở em đang được đục là long, chú long ẩn mình trong mây, tượng trưng cho gia chủ ngày càng phát triển và ngày càng đi lên. Và tiếp theo đó là chú nghê. Nghê thì bên cơ sở em đang được làm với cái dáng là cái dáng hếch mặt cành thiên, tượng trưng cho cái sự ngày càng hưng thịnh của gia chủ các bác nhá. Đó. Và tiếp theo đó là những chiếc ghế đơn. Ghế đơn thì bên cơ sở em đang làm một cái thông số kích thước là cao là 1m34, chiều sâu là 81 và chiều ngang là 1m07 các bác ạ. Cột là cột 12, cột siêu cong các bác nhá. Cột là cột 12 và các cái vách này thì bên cơ sở em đang được đục là hai bà tiên bà, tượng trưng cho sự dẻo dai và sự mềm mại rồi các bác ạ. Đó. Và khuôn này các bác có thể nhìn giúp em là khuôn này. Khuôn là khuôn 5 và ván là ván 2 phân rưỡi. Khuôn là khuôn 5 và ván 2 phân rưỡi và đã được chặt các khúc nhìn trông uốn lượn nhìn trông rất dẻo dai và mềm mại các bác nhá. Và hoàn toàn cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng và được chặt những cái hạt xoàng các bác ạ. Được chặt là những cái hạt xoàng. Và bên vách dưới thì bên cơ sở em làm là dày, là dày 4 vân nhá các bác nhá. Và được đục kim tiền. Đó, những cái chi tiết họa tiết để làm cho chúng ta tăng vượng khí và mang lại sự tài lộc các bác ạ. Đó. Và tiếp theo đó, tay này các bác có thể nhìn giúp em là tay này. Tay bên cơ sở em đã được đục voi, nhìn trông những cái chú voi trông rất hài hòa và giản dị các bác nhá. Đó. Các bác có thể nhìn giúp em là những cái chú voi, nhìn các cái thân voi rất chi là mềm mại và giản dị các bác ạ. Đó. Và tiếp theo đó là không thể thiếu những chiếc bàn. Bàn là bên cơ sở em đang được đục là sơn thủy hữu tình, tượng trưng cho sự công phu và tỉ mỉ của người thợ các bác nhá. Bàn bên cơ sở em đang làm với thông số kích thước là dài là 1m60, chiều ngang là 73 các bác nhá. Đó, những cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em đã được làm uốn dẻo và bo cong hoàn toàn từ những cái mặt bàn đến mặt ghế các bác nhá. Và được soi chỉ chạy viền chạy xung quanh các bác ạ. Đó, và tiếp theo đó không thể thiếu hai chiếc đôn. Chiếc đôn cao thì là bên cơ sở em đang làm là đôn cao kẹp bàn. Đôn cao kẹp bàn thì bên cơ sở em đang có kích thước là chiều dài là 73 và chiều ngang là 41 các bạn. 45. Và hoa to này. Đó, các có cái điểm gì đặc biệt các bác cùng em là cái vách này. Cái phần yếm này. Yếm là cái bên cơ sở em đang làm là yếm rơi kim tiền, tượng trưng cho sự tài lộc cũng như là sự phú quý cho gia chủ các bác ạ. Đó, và không thể thiếu những chiếc đôn được rồi. Chiếc đôn này bên cơ sở em đang làm với thông số kích thước là 45. Các bác nào quan tâm hãy kết bạn Zalo điện thoại mà em đã để dưới bên góc màn hình rồi. Video này bác nào thấy hay, hãy tặng cho em những like, những đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ bên em. Video của em xin được kết thúc tại đây và chúc tất cả các bạn có một ngày thật tuyệt vời. Xin chào.